Chào bạn, tôi là dược sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, giám đốc sản phẩm của dược phẩm Bilora. Ngày hôm nay tôi sẽ phân tích một phiếu kết quả CT scan động mạch vành có tiêm thuốc cản quang. Như bạn đã thấy trong hình, đây là kỹ thuật dùng để khảo sát mức độ hẹp và vôi hóa của mạch vành tim. Có 4 chỉ số quan trọng nhất trong mô tả hình ảnh là LM, LAD, LCX và RCA. Trong đó, LM là viết tắt của thân chung động mạch trái, LAD là viết tắt của động mạch liên thất trước, LCX là viết tắt của động mạch mũ, RCA là viết tắt của động mạch vành phải. Đây là hình ảnh trái tim thể hiện rất rõ 4 chỉ số này. Thứ nhất là LM, thân chung động mạch trái. Thứ hai là LAD, động mạch liên thất trước. Thứ ba là LCX, động mạch mũ. Và thứ tư là RCA, động mạch vành phải. Đây là hình các động mạch này bị hẹp. Còn đây là hình các động mạch này bị vôi hóa. Tùy từng trường hợp, có người bị hẹp đoạn đầu, đoạn giữa hoặc đoạn cuối. Và vôi hóa cũng vậy. Quay trở lại phiếu kết quả chụp CT scan, LM ít vôi hóa, không hẹp ý nghĩa. Ý nói đoạn này vẫn hoạt động bình thường. LAD sơ vữa, vôi hóa gây hẹp 60-70% đoạn gần, hẹp 40-50% đoạn giữa và đoạn xa. Ý nói ngay chỗ này bị vôi hóa gây hẹp. LCX sơ vữa vôi hóa gây hẹp 30-40% đoạn gần và đoạn giữa. Ý nói ngay chỗ này bị vôi hóa gây hẹp. RCA sơ vữa gây hẹp 20-30% đoạn giữa và đoạn xa. Ý nói ngay chỗ này bị sơ vữa gây hẹp. Kết luận dựa trên phiếu kết quả CT scan, hầu như 3 phân nhánh chính của mạch vành đều đã bị hẹp, sơ vữa và vôi hóa. Người bệnh này được xác định ở mức độ nặng cần phải điều trị. Mục tiêu điều trị là phải loại bỏ mảng sơ vữa và vôi hóa mạch vành, để lâu có thể gây tắc mạch, nguy hiểm tính mạng. Như vậy là tôi đã phân tích xong những thông tin quan trọng nhất của phiếu kết quả CT scan động mạch vành. Thân chào và hẹn gặp lại bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Bilora TV.